Video ngày hôm nay á thì là anh em mình với cả Mạnh Thường Quân ở bên mình là có chuẩn bị 340 phần quà. Do mình được biết á là ở cái thôn Đại Nha này họ đang bùng dịch các mọi người. Đúng rồi. Là những người dân tộc vùng cao á thì họ đã khó khăn rồi, cuộc sống hàng ngày là họ đã khó khăn rồi. Mà bây giờ khi mà dịch Covid-19 á bùng về đây á thì cuộc sống của họ lại càng khó khăn nhiều hơn nữa. Bây giờ là mình đi vô trong đó là nhà nào cũng giăng dây hết trơn á mọi người. Quà em ở, để ở đây chút xíu mọi người ra lấy nha. Em để đây nha. Có cái phải gì quà nha. Qua lấy giùm con. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là team của mình đang có mặt tại thôn Đại Nha, xã Quốc Oai, huyện Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng nha mọi người. Thì tình hình ngày hôm nay anh em mình có mặt tại đây là do mình được biết á là ở cái thôn Đại Nha này họ đang bùng dịch các mọi người. Đúng rồi. Với lại một phần á là cái thôn này đa số á là 90% á là người đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Là những người dân tộc vùng cao á thì họ đã khó khăn rồi, cuộc sống hàng ngày là họ đã khó khăn rồi. Mà bây giờ khi mà dịch Covid-19 á bùng về đây á thì cuộc sống của họ lại càng khó khăn nhiều hơn nữa. Bây giờ là mình đi vô trong đó là nhà nào cũng giăng dây hết trơn á mọi người. Ở trong cái thôn này á là có khoảng là 310 mấy hộ. Thì là có khoảng 20 ca dương tính. Hơn 200 người F1 với F2 là hơn tổng 200 hết người. Luôn, tổng hết luôn. Ý là bị phong tỏa nguyên cái thôn này luôn á mọi người. Nên là vì vậy là anh em mình với cả một số mạnh thường quân ở bên mình quyết định là sẽ tổ chức một cái chuyến phát quà vào trong này để hỗ trợ cho những người đồng bào dân tộc khó khăn đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid này nha mọi người. Thì đến với cái video ngày hôm nay á thì là anh em mình với cả mạnh thường quân ở bên mình là có chuẩn bị một số phần quà, thì là bao gồm là 340 phần quà. Thì mỗi phần quà là bao gồm là đường. Có thể là đường, bột ngọt, muối, dầu ăn, nước tương và nước mắm nha mọi người. Và một phần đó là gạo và mì. Gạo là 10kg nha mọi người. Thì ở trong cái video ngày hôm nay á thì mình có một số mạnh thường quân đã tài trợ cho anh em mình trong cái video này, cũng như là tài trợ cho những cái người đồng bào dân tộc khó khăn á. Thì với cái số tiền là tổng cái số tiền là 5.225 đô la Mỹ nha. Thì bây giờ mình sẽ đọc tên cụ thể của từng cô chú và anh chị đã gửi tiền để mình quay cái video ngày hôm nay. Thì là danh sách mạnh thường quân ở bang Texas bên Mỹ. Cô Lan 200 đô, chị Mai 1.000 đô, chị Quyên 150 đô, chị Trinh 500 đô, chị Phụng 500 đô, chị Phượng 750 đô, chị Vi 725 đô, chị Hằng 825. Chị Vi 825 đô, chị Hằng 100 đô, chị Thảo 200 đô, anh Sunny 500 đô, anh Tú 500 đô. Tổng cái số tiền mà tất cả các anh chị và cô chú ở bên nước ngoài, bên bang Texas bên Mỹ gửi cho mình để mình quay cái video ngày hôm nay giúp đỡ cho những người đồng bào là số tiền là 5.225 đô. Thì các cô chú có dặn mình là mình sẽ trích ra 225 đô đó để mình làm kinh phí quay video, để sau này mình có đi trên đường mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình sẽ trao cái số tiền mà 225 đô đó cho những cái hoàn cảnh khác. Còn riêng cái video ngày hôm nay là anh em mình sẽ sử dụng 5.000 đô mình mua lương thực và thực phẩm để mình hỗ trợ cho người dân ở trong này. Thì 5.000 đô là mình sẽ nhân lên cho mọi người xem. 5.000 đô là nhân cho 2.3 triệu đô. Tổng cái số tiền mà 5.000 đô là 115 triệu. Thì anh em mình là mua là chia ra làm 340 phần quà đó.
Thì đây là vẫn còn hóa đơn, Quý lấy hóa đơn để cho mọi người xem. Thì cái hóa đơn ngày hôm nay là tổng mình mua tiền hàng là tạp hóa Thanh Huyền này, mình mua bột ngọt, đường, nước, mắm, gạo này. Tiền gạo không đã là 40.800.000 cho 3.400 ký gạo. Còn tiền hàng khác, dầu ăn, nước mắm là tổng cộng là hết đi là 60 mấy triệu nữa. Tổng hết cả hai cái này là 102 triệu. Còn đây là cái tiền, cái biên nhận này là biên nhận mình thuê xe. Thì mình thuê nguyên một chiếc xe tải đó trong vòng 2 ngày. Tại vì cái xe tải này là xe tải lớn nên là 2 triệu một ngày. Mình thuê trong vòng 2 ngày là mình hết 4 triệu. Thì đây là có hóa đơn của nhà xe luôn. Thì tổng tất cả chi phí nãy giờ là hết 106 triệu. Thì còn số lẻ, dư số lẻ thì mình sẽ sử dụng, mình thuê một số anh em để đi phát hàng rồi bốc vác này kia, phụ anh em mình nữa. Khi mà mình đã trả hết cái chi phí mình đi quay video và mình thuê anh em xong, nếu mà còn dư bao nhiêu thì mình sẽ đi quay video, mình trao cho những cái hoàn cảnh tiếp theo mà anh em mình quay. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cái video này. Thì Trọng là đại diện cho cả nhóm Phúc Trọng Vlog và đại diện cho những cái hộ gia đình, 340 hộ gia đình thôn Đại Nha, thôn Đại Nha, xã Quốc Oai. Thì cảm ơn tất cả các mạnh thường quân rất là nhiều vì đã tài trợ ở trong cái video này. Cảm ơn. Sáng là anh em mình ra ngoài chỗ đại lý á, mình chất lên trên xe, rồi bây giờ mình về đây bắt đầu mình lại chất từ đây xuống dưới để anh em mình phân ra từng bọc á, cho chừng nữa đi phát là dễ hơn. Tại vì tình hình dịch bây giờ cũng đang nghiêm trọng nên là mình không có phát theo kiểu là mình kêu mọi người lại tập trung lại đây để mọi người lấy quà á. Thì mình sẽ đi ngoài đường luôn, mình đi chậm chậm thôi, mình đi tới nhà nào rồi bắt đầu mình phát, rồi mình bê, mình đặt trước sân cho người ta, rồi người ta sẽ ra người ta lấy quà nha mọi người. Giờ anh em mình bắt đầu để chia ra thành từng phần từng bọc nha mọi người. Thôi để luôn này. Đây cái. Không, chị không lấy bột ngọt, chị cứ lấy cái gì ấy đi. Để em lấy cho chị đi cho. Em loại này cái gì đó. Đồ ăn. Đâu để đây. Bột ngọt đâu? Đấy nó chuyển lại đây mà. Đây đây, dầu ăn này. Dầu ăn sau lưng cô luôn này nhá. Thì nhóm mình với cả các cô các chị ở đây đã sắp xếp quà xong rồi nha mọi người. Thì bây giờ là chuẩn bị vận chuyển lên trên xe rồi mình sẽ đi phát quà luôn. Mình cứ đi vô là phát một bên, còn tí nó quay ra mình phát một bên. Được không? 60. 62. 64. 66. Go, go, go.
Thì ok mọi người, bây giờ là 340 phần quà đã xong rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị vận chuyển lên cái thôn Đà Nha đó anh em mình phát nhá. Thì mọi người tiếp tục đồng hành cùng với anh em mình trong cái video này. Ok em mọi người, bây giờ xe hàng của anh em mình đã tới trước cổng thôn Đà Nha nha mọi người. Thì xe hàng mình anh em mình cũng đã sắp xếp bọc vô những phần quà như thế này nè mọi người. Vô từng bọc hết rồi nha mọi người. Giờ mình có mì, có quà, giờ có gạo trong đây nha. Anh em mình sẽ đi phát hết cái thôn này luôn. Mời mọi người theo dõi anh em mình nha. Rồi ok mọi người, bây giờ anh em mình đã có mặt tại thôn Đà Nha nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cùng với những cô chú anh chị đây sẽ đi phát quà từng người nha mọi người, từng nhà nha mọi người. Mời mọi người, đi. Ở đây có hai hộ á. Đây một phần hả chị? Ôi, một phần. Bây giờ mình sẽ qua nhà tiếp theo nha mọi người. Bây giờ anh em mình đâu không có dám vô tới tận nhà, anh em mình chỉ dám bỏ ngoài đường hoặc trước cửa thôi. Tại nhà nào cũng có dịch cho mọi người. Ok, mình sẽ bỏ vô phần nhà. Cứ bỏ đây luôn đi. Chị ơi, em tặng gạo cho chị. Bỏ đây nha. Dạ. Chị quẩy nắm giùm em nha. Nắm giùm em nhà nào nha. Ok. Rồi. Tiếp bác tài ơi. Mấy phần chị? 5 phần hả? 5 phần. 5 phần. Con để gạo với mì đi mọi người, lấy giùm con nha. Tại dịch con vô không được. Mọi người cứ ra lấy giùm con nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Gạo. Mình kia một phần. Rồi ok, tốt rồi. Mọi người ra lấy giùm con nha. Cảm ơn mọi người. Mày nữa. Rồi đủ. Gạo, hai bao gạo. Con phát gạo với mày, mọi người ra lấy giùm con nha. Chị cứ ngồi, đúng rồi, chị cứ ngồi đó đi. Em đưa cho. Đây nhà đúng không chị? Dạ. Chị ra đây em nha. Em để đây nha. Không có gì đâu chị. Nhà mình là đang F0 hay là F1? À, đang F1 đúng không? Ờ, cố gắng lên nha. Đi con anh. Con cửa phải quà nha. Tôi ra lấy giùm con. Bà ơi, bà, hôm qua ở nhà mình cứ để đó luôn mọi người. Ra lấy hộ cháu nhá. Vâng, tại vì có dịch nên cho là cháu không có vào đưa được tận tay.
Như mọi người nhìn thấy đó, nhà nào cũng giăng dây hết trơn mọi người. Đi kìa. Nhà nào chị ơi? Bỏ đây một phần. Nóng quá mọi người. Giờ là đang là 12 giờ trưa luôn á. Kiểu này chắc phải 2 tiếng nữa mới xong kìa đây. Phần chỗ này 6 phần. 6. Uống nước này. Ừ. Cứ bỏ hai chai ở trên đấy luôn, tí nữa anh em uống luôn. Đây, đây, đây chị ơi. 10 phần. 11 à? Sao quý? Thấy thế nào bạn? Nói chung là mệt, mệt là có mệt đó. Nhưng mà thấy ý nghĩa nên vui. Hay cái, phần ý nghĩa nó lấn áp cái mệt rồi. Quý nó nói mà cứ đứt hơi á mọi người. Quá trời nóng rồi. Giờ anh em mình đi thẳng sâu lên trên núi á mọi người. Đi lên trên vùng cao hơn một tí nữa. Đang đi lên dốc. Giờ anh em mình đi tới gần cuối buôn rồi nha mọi người. Kiệt quay kìa, rừng luôn kìa. Đó. Đằng đó là rừng luôn nha. Tới đây là gần cuối buôn rồi. Mình phát thì cũng gần hết rồi. Còn khoảng bao nhiêu phần nữa quý? Khoảng mấy chục phần nữa hả? Giờ đi hết con đường này nữa đúng không? Ờ. 12 Đây là mình phát cái này nữa là xong nha mọi người. Chung là hôm nay thì rất là mệt nha mọi người. Thì còn 11 phần nữa là anh em mình xong cái sắp phát hoài xong cái thôn Đại Nhai nha mọi người. Thôi mệt lắm kìa. Cái là mệt luôn rồi ơi. Đi tiếp tục phát nha. Này em ơi. Mấy phần rồi? Thì bây giờ anh em mình phát là cũng xong rồi nha mọi người. Bây giờ còn dư khoảng 2-30 phần, nhưng mà nói là dư nhưng mà cũng chưa hẳn đã là dư, tại vì mình phát có nhiều người họ không có nhà, có thể mình là mình thống kê sai. Thì bây giờ mình sẽ đem tất cả mình bỏ vô một cái nhà thờ nhá. Bỏ vô một cái nhà thờ, nếu mà người nào mà thiếu thì họ sẽ tự lại đây họ lấy. Mình là mình sẽ đem hết vào trong đó luôn. Đây này, những phần quà dư là mình bỏ hết vào trong này luôn này. Xong. Xong mọi người. Thì sau một ngày vất vả thì cũng xong rồi đúng không quý? Xong rồi mọi người. Thì cái hành trình mà anh em mình phát quà cho những người đồng bào dân tộc vùng cao á thì đã xong rồi. Nãy giờ là đã phát quà hết cho là 340 gia đình. Thì mỗi nhà là một phần quà. Thì một lần nữa mình cũng cảm ơn tất cả các mạnh thường quân ở bên nước ngoài đã tài trợ cho anh em mình cái video này để anh em mình đi phát quà, đặc biệt là vợ chồng của anh Tú ở bên Mỹ. Thì tại vì nhờ có vợ chồng anh Tú ở bên Mỹ đứng ra kêu gọi. Mình mới có nguồn kinh phí để mình đi phát quà như ngày hôm nay. Thì cảm ơn anh Tú rất là nhiều luôn. Sau cái chuyến đi này thì quý có để lại cái gì quý đang nhớ không? Thì có chứ mọi người. Thì nói chung là anh em mình sau chuyến này thì nói chung là mệt mỏi này thì có chắc là phải có rồi, nhưng mà rút ra được cho mình những cái tình như là tình người với nhau, hiểu không? Thiệt luôn á. Thấy mọi người thấy ở đây ta nhiệt tình lắm.
bà con ta giúp đỡ thì mình, anh em mình, chứ anh em mình làm đâu có sể đâu. Đúng thì sau chuyến này về anh em mình cũng phải đi test COVID, tại vì trong đó là 200 F1 với F2 và 20 ca dương tính. Nói chung là mình test xong rồi để mai mốt mình còn đi giúp đỡ cho những hoàn cảnh khác nữa, cho an toàn cho mình và an toàn cho họ luôn. Thì ở đây mọi người chẳng còn những hoàn cảnh rất là khổ, mọi người những còn những cái thôn rất là khổ luôn. Nếu mọi người mà có lòng hảo tâm á, muốn giúp đỡ, muốn tạo một chương trình giống như anh em mình làm từ nãy giờ á, thì cứ liên lạc trực tiếp cho anh em mình, tại vì đây là vùng cao mà còn rất là nhiều người khổ luôn, nên là mà các mạnh thường quân muốn anh em mình tiếp tục làm những cái chương trình như này thì cứ liên lạc trực tiếp cho anh em mình là sẵn lòng đứng ra làm. Nói chung là anh em mình không có sợ mệt hay là khổ, chỉ cần là giúp đỡ được những cái người mà đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, những người khó khăn là anh em mình vui rồi. Thì một lần nữa mình cũng cảm ơn tất cả mạnh thường quân và khán giả rất là nhiều luôn, vì đã tin tưởng anh em mình và ủng hộ cho anh em mình suốt chặng đường từ anh em mình, từ khi anh em mình thành lập kênh tới giờ, thì mình cũng cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ anh em mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Nếu mà mọi người cảm thấy cái video của anh em mình hay và ý nghĩa thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này cho anh em mình nha. Anh em mình chân thành cảm ơn tất cả mọi người lúc nào cũng luôn yêu thương, lúc nào cũng luôn quan tâm và ủng hộ cho anh em mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye.